Rồi mình xin chào anh chị em và các bạn ha. Thì hôm nay tới chuyến giã lờ, anh em mình tiếp tục đi giã lờ nữa anh chị em. Thì là hôm nay thì cũng đi với mình cũng là anh Phương. Đằng trước mình thì anh Phương anh đang lội trước các bạn. Để mình đi gần gần cho anh Phương chào anh chị em cái ha. Rồi anh em mình tiếp tục đi dở. Rồi anh Phương chào anh chị em cái. Hôm nay thì nước cũng lên giống như hôm rồi các bạn ơi. Thì hôm rồi anh em mình cũng vô cũng được mớ lương cá đồ, hôm rồi cũng kiếm thu nhập cũng mập cũng bộn bộn các bạn. Hôm nay thì anh em mình cũng hy vọng đạt như giống hôm rồi nha các bạn. Thì cái vấn đầu tiên của mình hôm trước, cái này hôm rồi mình đâu có dính đâu Phương hả? Cá không có được. Ồ, hơi bị phèn nhiều nó. Ủa sao cá chết vậy người ta? Ủa, sao nó nằm ở dưới đó? Đầu kia kìa. Nước hôm nay nó ngập quá. Ơi ơi, có con dừa ở trong này bự lắm Phương ơi. Tao mới lại nó hụt xuống cái nó nặng lại nó. Ta mới lại nó làm nó hụt xuống cái nó. Ý, con cua hay gì? Ủa sao kỳ vậy? Ôi con cua. Không, ta mới lại thấy nó hụt xuống vậy là con cua hụt xuống rồi. Con cua ở trong cái sạc. Cái này của mình nó bị gách lỗ nè các bạn. Lỗ cách vậy thì con lươn cá gì trong này nó đâu còn được các bạn. Nè, lên cái này. Giá lại được rồi, xui xui quá các bạn. Mới cái đầu tiên mà bị gách hết lỗ rồi nè. Rồi trên đó lỗ nữa kìa. Cái này là cái tùng mà giữ cá mà nó gách vậy thì lươn cá nó ra các bạn. Trời ổng chuyển mưa đen hết trơn các bạn. Mình không biết hôm nay mình quay clip nó có chọn thành được hết clip không các bạn. Tại vì mình quay bằng điện thoại các bạn, thành ra mưa này thì mình không có quay được. Thứ nhất là nó ướt điện thoại, thứ hai là nó không có rõ được. Hôm nay mà mưa thì mình không có làm clip cho các bạn xem được hết cái nội dung hết nha các bạn. Khúc nào mình thấy nó có lươn cá đồ nhiều có thể mình quay cho các bạn xem, chứ mình không có quay trong quá trình đi được các bạn. Giờ nó mưa quá thì thấy có bóng hột lâm gâm này nè. Hai cái hai cái ngục rồi mình thất bại các bạn ơi. Giờ vô tới lờ. Ồ bữa nay nước nhiều ngập lờ nè. Rồi cá sặc. Cá sặc hôm nay mình gọng lại các bạn ơi. Gọng lại mình nước nó lên rồi thì mình gọng cá sặc lại, mình vụ cá lóc, vụ lươn. Khi cái lò mình nó có cá sặc ở trong á thì nó làm cho mấy con cá lớn nó thấy nó vô nó ăn đó các bạn. Chuyến sau mình nó mới dính cá bự là nhiều hơn. Thì hôm nay mình không có bắt cá bả sặc về nữa. À, ghé mình thăm mấy cái 12 cái ngục trước các bạn. Cái này hiệu quả có. Anh em mình tới cái 12 cái ngục nha các bạn. Bạn xem. Im, bữa nay im ru hả? Nay nó không tùng 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 giống như hôm trước. Chà bá lửa không? Nước này
mình mà hổm là nó dính là bằng bữa à. Cá lóc nhỏ ê thường cá lóc đang đẳng kìa, đẳng hùng nghìn kìa Phương ơi. Nay mình hy vọng nhất mấy cái này các bạn. Đồ cối thôi lên này. Ô, có con lươn Phương ơi, đổ Phương ơi. Nhất rồi. Chắc vừa 200 gram các bạn ơi. Ồ, được. Có tiền xăng rồi đó. Mất tiêu. Đây à? Hay chim mực con ơi. Hai rưỡi à. 2.7. Cứ từ từ. Giờ nó 2.7 chứ lát là 800 rồi 300 rồi 600. Rưỡi. Nay làm chừng chục con cỡ này cũng được các bạn. À, mới khai quả nãy giờ thì mình được một con rồi, sáng chuyến rồi mình cũng gần 3 ký lương nhất các bạn, được nửa ký lương nhì thì nhất ở đây là gọi là cứ con từ 200 g lên cái ký rồi đó các bạn, là gọi là nhất rồi. Lương mà dưới 200 g là gọi là lương nhì nha các bạn. Thì nó có thân lội thì anh em mình hôm rồi thì cũng bán cũng được 600 mấy các bạn, anh em mình trừ chi phí tiền xăng tiền bọng đồ ra thì anh em cũng còn được 200 ngoài ngàn các bạn. Được rồi, chuyến rồi đi. À, chuyến này cũng hy vọng là cỡ đó anh em mình cũng đủ sống mà. Về mình còn làm cái khác nữa. Nặng không? Bữa nay mấy cái lờ bữa nay thấy nó hiu quá các bạn. Cái cửa ngục nhỏ hôm trước mình dời ra đây nha các bạn. Bên kia đặt được có hai con. Hai con cái ký rưỡi tôi nghĩ luôn. Chỉ mấy lương nhỏ thôi. Nặng không? Nặng à. Con lương nè. À có nè các bạn ơi. À, hiệu quả chứ Vương. Hiểu á. Được. Con này vừa hơn con nãy nha các bạn. Quá, con này vừa hơn con nãy nha các bạn. Ồ nó rút cái tụng dưới rồi. Nè. Nè đó. Con này 300 g. Còn đầu kia nữa Phương ơi. Nó nghiêng nghiêng rồi kìa. Được. Thằng này nữa là được 2 thằng nha các bạn. Con đang quay đầu lên á. Rồi. Mình còn lại đó nữa nha các bạn. Cũng hy vọng cho đầu đó được chú bự bự nữa là. Lúc trước đầu cái ngục này nó bắt không cho đặt cái bán.
Đúng không? Ôi, cá lóc nó tự hay gì nó rung rinh luôn các bạn ơi. Nghỉ ăn rồi các bạn ơi. Ăn giết ngán luôn rồi. Hôm nay cá mà hôm nay mình không có bán được mình ra ăn không các bạn ơi, ăn giết ngán luôn. Hôm nay có chỗ người ta mua cá của mình rồi, ra mình hôm nay về mình bán. Rồi anh em mình cũng muốn ăn rồi quay clip cho các bạn xem nhưng mà mình không có không biết làm gì. Nhất thứ hai nữa anh em mình cũng kiếm tiền rồi các bạn. Mình quay clip thì quay clip nhưng mà phải kiếm tiền mới được, cái giờ cuộc sống nó cũng khó khăn quá. Chưa kiếm được tiền. Mình cũng hy vọng anh chị em mình thấy video, cái kênh video của anh em mình nó hay thì anh chị em nhớ xem ủng hộ. Rồi bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình để kênh anh em mình nó bật được kiếm tiền á. Thì mình có để nhận được tiền YouTube được thì mới tập trung vô với lại cá mắm rồi mình mới làm ẩm thực rồi cho các bạn xem ăn đồ được. Chứ giờ hiện tại anh em mình còn đang kiếm tiền để lo cuộc sống gia đình nữa các bạn. Các bạn xem video anh em mình thì ủng hộ anh em mình, xem cho hết video rồi bấm cho anh em mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp anh em mình để anh em mình đạt được cái đến cái được kiếm tiền được thì anh em mình có vốn để nuôi cuộc sống anh em mình, thì anh em mình mới làm được cái mấy cái ẩm thực cho các bạn xem. Vô cá lóc các bạn. Đây. Vô đây luôn đi, cá vô chỗ. Thất rồi các bạn, bên này thất cá rồi. Cá cũng hôm nay cá cũng không có được bự các bạn. Chỉ vừa. Hôm nay nó cũng không có chạy cá gì mấy. Nước hơi nhiều các bạn, lội nó nước thì nó nhiều nhưng mà gió thì nó chưa có chướng gì mấy. Cái vậy chú nuôi nha. Rồi, cái vậy nuôi nè. Rồi anh em mình cái khu mà vỏ lờ dớn đồ bên cũ mình nói hết rồi các bạn. Giờ mình qua bên khu mới này, mình mới đặt hôm rồi 3 cái với 6 cái lờ nữa là mình xong. Cái bên đây là bên mới, bên này là cái khu mà mình để mình giữ ong đó các bạn. Dàm nó nhỏ vậy đó các bạn. Mai mốt ong gùi nó sẽ làm trong mấy cái lùm lùm như nè, nó tự nó bay về nó làm tổ các bạn. Mùa này thì bông tràm nó chưa có nhiều, hình ra nó chưa ong chưa về với khoảng cả 2 tháng nữa. Thì anh em mình khoảng tháng mấy nữa là anh em mình đi sửa kèo nha các bạn. Đi sửa kèo cho ong nó về. Hôm nay mình đặt trong đây rồi mình phá dọn đường rồi sẵn có đường mòn, sau này mình đi sửa kèo rồi nó cũng dễ luôn. Bây giờ đang đi thăm ở trong đây, ở đây mình 2 cái phải không Phương? Ở trong đây mình 2 cái. Ừ. Lại bên kia mình 1 cái nữa. Cái lò đầu tiên các bạn. Cái lóc nhỏ. À, cái đầu tiên khai quả quả được con cá lóc rồi. Được. Là mới xuống luôn nha quý vị. Con.
Hiệu quả các bạn ơi. Ô, nhức cây nhỏ gì? Con. Đường này làm sao mà học được. Nhìn quá. Ủm. 200 gram lên. Máy cái máy của mình nó quay nãy có 15 gram gram nó bị vô nước nó ản cái màn hình nữa các bạn, nó bị hơi mì mờ cái màn ảnh, thì các bạn xem thì thông cảm giùm mình, thì nó bị mờ màn ảnh là do nó bị nước vô cái đầu cam camera các bạn. Thì về nhà mình khắc phục lại, thì bây giờ hôm nay thì các bạn cứ xem thông cảm cho mình. Mưa nãy mình không quay mà nó mưa 5 gram bị vô nước rồi. Không mưa à? Hôm rồi mình đem bị mưa nè các bạn, mình đem cái áo mưa theo bỏ vô túi gì nó rớt mắt, hôm nay mình đi lại lụm lên nè. Mua cái áo mưa 10.000 các bạn, đi bỏ túi rồi nó rớt mất tiêu, mưa không có mưa mặt. Ôi, cu xanh lè lá ta. Đó thêm cái lời nữa nha các bạn. Đây con cá sặc. Cái đường này hôm gọi anh em mình dọn mình vô đừng cho nó có đường mòn cho anh em mình đó, gác cào ong mà nó cũng dễ nha các bạn, chém đường đi. Vô kìa, ngồi thôi, bên đây im hơn rồi Phương ơi. Mấy cái mới chạy luôn chỉ là im đó, tại vì thường mới chạy đó. Mưa nó ướt hết trời. Tới cái mạ gục nha các bạn. Hả? Lên nha, quá trời chuột làm tiên. Trời ơi trời. Cắn cái gì? Sao vậy? Cắn kiểu đó hả? Xếp lên về nhà gì mà banh cho người ta trời một tí nè, cắn kiểu gì mà cắn banh hết trơn. Hả? Đâu 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 trời 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 nó rung kinh gì đó hả? Vô các bạn ơi, bự lắm các bạn ơi. Hả? Chê bự gì vậy? Con lươn. Con lươn. Ôi trời ơi.
Đó, lượm con nữa các bạn ơi. Vô vô. Hiệu quả, con có chê nữa gì cả? Thì có chê lúc đầu lên đó. Thôi. Con có chê con ngư. Đầu kia con nữa, được rồi. Im. Đầu kia con nữa rồi con. Đổ tiếp cho chú ơi. Đổ cho các bạn. Cầm đi. Vô mấy cá này vô trong túi luôn đi. Vô mấy lương này. Mức không hấp dẫn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Còn đầu kia cái còn đã nữa các bạn. Còn cái mà cặp mép mưa sông nó cũng đã nữa Phương. Cái đó với cái đó mới cái VIP đó. Dịch lên luôn. Giữ lên. Giữ cái chê cho xuống luôn. Ăn được rồi. 300 gram. 300 gram. Dính 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 cái tôm. Hết luôn. Lụm. Lụm rồi ao các bạn ơi. Đúng là luồng whip thiệt mà. Chú Phương lựa luồng không phản. Mình lợi thế, mình còn thêm đầu đẳng nữa các bạn. Mới một đầu thôi nghe các bạn. Mới có một đầu đó, đó. Tình yêu. Đi ra tôi dọn cái đường trên, lội để hồn thú. Đi ra tôi dọn đường đi. Đó, dạ. Lội cũng xe đó. Hơi luộc. Nên mình dọn thêm cái đường trong các bạn. Đây, nè, 12 cái ngục mình đặt ở ngoài này. Nếu mình lội đi cái răng cái đường nó và cái bé hẻm nó lên các bạn. Bích cả cái nhát vô đó. Rồi phải dọn thêm một đường khác này, đi cặp bên trong. Mình mới dỡ được con đầu thôi, giờ mình phải đi vòng lại cái đầu bên đây. Chú Phương nói đầu này rung rinh nữa các bạn ơi. Rung rinh nữa là im. Chưa tới đâu nữa hả? Tới đó mình cắt đường. Đi vòng qua cái đĩa. Mình nhóng lên thử cái nha các bạn. Có gì không? Không biết nữa. Không thấy rõ các bạn. Xích xích lại mình. Một con lương ở xíu. Nhưng mà phải treo cho nó cao lên cái này nè. Nó ngập rồi. Giờ bước qua treo luôn nha. Yeah, được con các bạn. Con nhỏ. Đầu đẳng mình vô con. Đầu này mình vô con. Con nhỏ. Mình treo cái ngục này lên cao cao. Chứ để nước ngập nó chết. Rồi, coi như cái giớ nó cũng được hai cái 12 cái ngục đó cũng được hai con nha các bạn. Nhưng mà con nhỏ mình không có bắt. Nhỏ quá, để nó lại, gọng nó lại đi. Mình tới cái tiếp này, nó cũng giáp mí này luôn. Cũng nằm trên cái lung này các bạn. Rồi cái này xong nữa thì mình đi ra ngoài kia có một cái đặt cặp buổi sáng cũng đã lắm các bạn. Hấp dẫn, cái đó. Cái đó là vô lường cối á. Hy vọng. Rung rinh không? Bập 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 không? Như cái nãy không? Ủa đầu kia rồi, chuột cắn rớt nước luôn không? Đất nước. Dạ, trước đi. Cục không chắc lắm gì. Con gì vậy? Con rùa.
Dừa cá. Dừa cá. Mày mới nói đó. Bắt luôn. Về bán. Con dừa cá các bạn. Con dừa cá. Con này đâu có nhỏ đâu. 200 gram rồi. 200 gram rồi. Đi dẫn à. Đâu dẫn à. Đó nè các bạn. Ồ. Dừa cá. Dài nha các bạn, bự à, nhỏ nha. Lâu lắm rồi, mùa này hôm nay bên em mình mới gặp được con này đầu tiên. Cái hồ lô cục quá hả? Bỏ nó chưa? Bóp. Nó cũng dữ lắm á. Cũng dữ lắm ạ. Tiếp theo cái đầu đẳng mà đầu đẳng biết cái gì mà nó vuột cái cọng dây của anh em mình cuột rồi. Còn dây trên không? Con lươn không? Từ con lươn nhỏ con có lóc không? Chuyện nó trắng đứt này luôn. Mình đi bánh mình dở cái lời nha các bạn. Bạn được con lươn này, lươn nhỏ nó không được vô nhất rồi. Ôi ở cái lời này. Sao mà nước bèo bọt thêm lắm vậy? Bị ủi rồi Phương ơi. Ôi cá rô. Hai con. Hả? Bự á, mập á, rộng luôn hả? Hả? Tao liền con bánh mày liền qua đây cho tao nha. Hay đó đó. Cái hỏng rồi nè. Hả? Đây nè. Đây qua đó sát bên không được gì. Nó. Ừ, mập thù lu. Rồi, đổ hai cái rô rồi mình đặt lại các bạn. Chiến sau mình đổ ra con lươn bự với con cá lóc cối được rồi. Đặt xuống vậy thôi. Thì chuyến dở lời với 12 con ngục mà anh em mình hôm nay kết thúc cho các bạn. Thì mình xin phép kết thúc video tại đây nha các bạn. Do giờ xong rồi. Hả? Về nhà đổ luôn.